Giới thiệu đến với các bạn về dự án GameFi mang tên là Ponka Fantasy. Đây là một hệ sinh thái về GameFi sẽ được khởi chạy Launchpad trên nền tảng là Community Tab các bạn. Hiện tại thì các bạn có thể tham gia chương trình Aerobe các bạn. Link mình để á, thì các bạn vào cái trang Aerobe này ha, các bạn có thể tham gia Aerobe nha các bạn. Aerobe thì nó chạy lên đến là 45 ngày cho nên là các bạn vẫn còn dư thời gian để các bạn tham gia nha. Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 8 các bạn cho nên là chúng ta còn rất là nhiều thời gian để chúng ta tham gia. Điều kiện để các bạn tham gia là các bạn cần phải stack tối thiểu từ 3.000 KOM token hả các bạn. Và chương trình này các bạn sẽ chia sẻ là 1 triệu 500 token Genny với 30 người chiến thắng các bạn. Phần thưởng này sẽ dành cho tất cả mọi người hả các bạn. Cho nên các bạn hãy tham gia để giành phần thưởng này nha. Thông tin với các bạn về dự án là Ponka Fantasy. Đây là một hệ sinh thái GameFi toàn diện được tích hợp Metaverse và cơ chế là Play to Earn. Thì với giao diện trò chơi thì các bạn thấy ha, giao diện trò chơi nó giống như là những cái tựa game hoặc là những cái bộ phim hoạt hình anime các bạn. Đó, thì hệ thống nhân vật rất là đẹp và sinh động. Nếu như các bạn có chơi những cái tựa game như là Genshin Impact á, thì cái hệ thống nhân vật nó cũng tương tự như vậy ha. Nhưng mà với Ponka Fantasy á, thì mình có cái cơ chế là Play to Earn hả các bạn. Các bạn có thể là mua bán và trao đổi nhân vật ở trên Marketplace có sẵn trên hệ sinh thái của Fantasy hả các bạn. Rồi thông tin về chương trình Launchpad sẽ được khởi chạy trên Community Tab ha. Với token mang tên là Genny và tổng nguồn cung của dự án Ponka Fantasy này với tổng nguồn cung là 20 tỷ token hả các bạn, và token sẽ được chạy trên mạng là Polygon hả các bạn, với giá của token IDO là 0.00035 đô hả các bạn. Điều kiện để tham gia thì đơn giản thôi, các bạn chỉ cần stack tối thiểu từ 3.000 KOM là các bạn đã đủ điều kiện tham gia ha. Và với cái vòng gọi vốn này á, Genny token chỉ gọi vốn là khoảng 428 triệu token hả các bạn, tương ứng với là 150.000 đô. Và với cái số token các bạn tham gia Launchpad thì nó chỉ vesting là 20%, số còn lại sẽ được khóa trong vòng 2 tháng và trả đều trong vòng 6 tháng tiếp theo các bạn. Đó, cái số token mà các bạn sở hữu á, là 100% nhưng mà khi mà nó mở bán á, nó chỉ unlock là 20% thôi. Nó sẽ giam trong vòng 2 tháng và số còn lại sẽ được trả đều trong vòng 6 tháng các bạn. Tiếp theo thì chúng ta có thể theo dõi những kênh social của Ponka Fantasy để các bạn cập nhật thêm những tin tức cũng như là những cái chương trình event của hệ sinh thái GameFi này các bạn, đặc biệt là ở trên Twitter ha. Ở thời điểm hiện tại thì đang có khoảng hơn 53k follower các bạn, thì trên Twitter thì sẽ cập nhật những cái thông tin về dự án, những chương trình event cũng như là hệ thống nhân vật khi mà game nó sẽ list trong thời gian sắp tới ha các bạn. Ở đây thì các bạn có thể truy cập vào cái website là ponkafantasy.com để các bạn có thể tìm hiểu về dự án cũng như là sau này nó phát hành game á, chúng ta có thể vào để trải nghiệm những cái bản beta để nhận thêm những phần thưởng các bạn. Địa chỉ là ponkafantasy.com. Thì đây là địa chỉ contract của Genny Token đó các bạn. Các bạn có thể mua ở trên Uniswap, PancakeSwap, WixSwap hoặc là một số cái kênh liên kết, ví dụ là Bullcoin hay các bạn. Và theo như mình được biết ha, với cái giá ở thời điểm hiện tại thì nó đã tăng gần 200 lần so với giá IDO các bạn, một kèo cực kỳ thơm khi mà các bạn trúng Launchpad ha các bạn. Thì ở đây nó sẽ có những cái thông tin về game ha. Chúng ta hãy cùng khám phá hệ sinh thái của Ponka Fantasy xem là nó có những gì ha. Cái đầu tiên đó là cửa hàng ứng dụng, nơi mà các bạn có thể mua bán và trao đổi vật phẩm NFT trên đây. Cái tiếp theo đó là ví người dùng ha. Thì chắc chắn là tựa game nào để các bạn cũng phải có ví để các bạn lưu trữ token cũng như là những cái vật phẩm ở trong game. Phần tiếp theo đó là thị trường chuyên cho người dùng của Ponka Fantasy. Phần tiếp theo đó là cơ chế về voting cũng như là event nè, token của dự án, đồ họa trong game thì nó sẽ tích hợp là AGC ha các bạn. Về Launchpad, tiếp theo thì chúng ta hãy làm quen về cốt truyện của game ha, thì nó mô tả về quá trình hình thành về những nhân vật ở trong game. Đó, hệ thống nhân vật rất là đa dạng ha các bạn. Tiếp theo thì chúng ta hãy khám phá về bản beta của game ha các bạn. Các bạn vào cái chỗ và employ này để mình xem ha. Thì ở đây nó sẽ có thông tin về bản beta, nó đã khởi chạy từ ngày 16 tháng 5 và kết thúc vào ngày 31 tháng 5 rồi các bạn. Cho nên là những người mà đã trải nghiệm sớm thì họ rất là thích về cái tựa game là Ponka Fantasy này. Thì ở đây nó sẽ có những cái thông tin mà mình có thể tìm hiểu ha, giới thiệu về cái tựa game nè. Thì mình sẽ tóm tắt về cái cốt truyện của tựa game này ha. Ở 1.000 năm trước á, thì ở cái vùng đất mang tên là Legendia
Có một cái nguồn năng lượng mang tên là mana. Những người nắm giữ mana sẽ có những cái năng lực khác nhau. Nhưng mà khi mà việc mà các bạn lạm dụng quá nhiều mana thì các bạn sẽ bị nó thao túng. Và những người mà bị mana thao túng á, sẽ hình thành ra hai cái thể loại, đó là Solet và Vanish. Và mana này nó y chang như là một cái vật cứu cánh dành cho những người biết sử dụng. Còn những người không biết sử dụng á, thì sẽ bị nó hắc hóa và trở thành những con quái vật ha các bạn. Tiếp theo thì chúng ta hãy khám phá về hệ thống nhân vật ha. Characteristic nè. Các bạn bấm vào chỗ More Detail. Thì ở đây nó bao gồm là 7 nhân vật ha các bạn. Bao gồm là pháp sư nè, kỵ sĩ nè, rồi kiếm sĩ nè. Rồi rất là nhiều ha các bạn. Đó thì mỗi một nhân vật nó sẽ có những cái kỹ năng cũng như là cơ chế khác nhau. Ở đây mình sẽ review về một nhân vật cho các bạn biết ha. Nhân vật này tên của nhân vật là Amelie. Nhân vật này cơ chế là pháp sư ha các bạn. Còn nhân vật tiếp theo đó là Sirius. Đây là người thống nhất của các cõi ha. Thì nó tương tự như là cái tựa game là Genshin Impact vậy. Nếu như các bạn đã chơi qua cái tựa game đó thì các bạn sẽ không có bỡ ngỡ với cái tựa game này ha. Còn đây là một kiếm sĩ mang tên là Elena. Đây là thông tin về kiếm sĩ ha. Cốt truyện về kiếm sĩ nè. Kẻ lang thang sử dụng thanh kiếm, một trong 12 vũ khí huyền thoại. Với khao khát trở thành người mạnh nhất thế giới, cô đi khắp vương quốc, thách thức những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất để đấu tay đôi, phong thái nghiêm túc. Thì đây là thông tin về Elena, là một kiếm sĩ ha các bạn. Tiếp theo đó là Milena, thì các bạn nhìn cũng biết ha, đây là một võ sĩ ha, sử dụng nắm đấm nè. Rồi thì đó là hệ thống về nhân vật ha, thì rất là đa dạng ha, bao gồm là pháp sư nè, kiếm sĩ, kỵ sĩ, rồi kể cả là võ sĩ luôn ha các bạn. Rất là nhiều nhân vật để chúng ta có thể điều khiển cũng như là chơi ha các bạn. Rồi về skin cũng như là hệ thống trang bị ha, cũng có luôn các bạn. Các bạn có thể xem kỹ ha. Nói chung là tựa game này nó tích hợp và hỗ trợ rất là nhiều cái cơ chế để chúng ta chơi ha các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với trang web là Ponka Fantasy ha. Về ra map á, thì game nó đã được khởi chạy từ quý 3 2021 ha các bạn. Và game đã được hình thành ý tưởng cũng như là phát triển từ 2021 các bạn. Và trải qua lên đến là 4 giai đoạn ha. Và đến nay là quý 1 2023 thì nó đang nằm ở đây. Hiện tại thì nó đã phát triển game beta cho người dùng trải nghiệm cũng như là phát hành Launchpad IDO token ha các bạn. Người phát triển game bao gồm là CEO nè. Người phát hành về game á, thì có thông tin đầy đủ ở đây ha. Các bạn có thể vào đây xem và hoàn toàn là người nước ngoài các bạn. Ngoài ra thì các bạn có thể cập nhật những cái thông tin về game ở trang new này ha. Ở trang new này thì có rất là nhiều thông tin thú vị về game các bạn có thể theo dõi. Và một số kênh social các bạn có thể theo dõi ở cái mục bên tay phải này ha. Về mặt nơ thì các bạn thấy là rất là nhiều bên họ có liên kết với Ponka Fantasy. Bao gồm là NFT Lab, này, rồi Polygon, rồi GameFi này các bạn. Thì bây giờ mình sẽ quay lại với chương trình Launchpad của dự án Ponka Fantasy ha. Đây là một hệ sinh thái về GameFi, nơi mà các bạn có thể kiếm tiền trên nền tảng GameFi này.